hai anh em, giờ mình sẽ nói tiếp nha. Thì khi mà các anh em gọi là thành thục mấy cái ba cái tư thế á, ba cái điều hồi nãy Liêm vừa nói á, thì bây giờ Liêm sẽ hướng dẫn thêm anh em một cái gọi là một số điều. Cái này là gọi là cảm năng đi đường thôi, chứ nó cũng phải là nghiêng về mặt kỹ thuật gì đó. Đa số những cái điều sau đây Liêm nói á, nó sẽ giúp cho anh em thắng được cái gọi là cái bản năng. Tại sao Liêm dùng từ bản năng? Có nghĩa là khi chúng ta gặp sự cố á, thì cái bản năng sinh tồn chúng ta nó sẽ gọi là trỗi dậy mạnh mẽ. Và cái bản năng sinh tồn á, trong cái môn mô tô này á, nó sẽ làm anh em có khả năng bị chấn thương, bị tai nạn nhiều hơn nữa. Tại vì mình nói sẽ nói một số trường hợp nè. Anh em khi anh em đã gặp rồi anh em sẽ thấy, có nghĩa là khi gặp sự cố tự nhiên bản năng mình nó sẽ yêu cầu cái bộ não mình truyền đến dữ liệu tay chân, có nghĩa là thắng. Không biết tình huống là mặt đường xấu tốt, không biết tình huống đó là cái thắng có được không, nhưng mà chúng ta sẽ có bao nhiêu sẽ dặm hết thắng bao nhiêu đó. Anh em thấy có đúng không? Đó là bản năng số 1 đầu tiên, có nghĩa là chúng ta sử dụng thắng gọi là quá nhiều. Thay vì những trường hợp đó chúng ta có thể đánh lấy nghịch qua một hướng để né chiến ngại vật đó, là chúng ta cũng lại dùng thắng. Và cái bản năng sinh tồn thứ hai, có nghĩa là cái bản năng chúng ta khi chúng ta gọi là chuẩn bị gặp tai nạn á, là chúng ta bị chữa cua nè, hoặc là chúng ta né chứng ngại vật nè, và chúng ta sẽ nhìn vào những cái cây cục điện, nhìn vào những cái vách tường, nhìn vào những cái bãi cỏ ven đường. Và thường thường anh em thấy không, mình nhìn vô cái gì là một hồi là mình nằm ở cái đó. Nên Liêm sẽ nói cho anh em hai điều này để né được cái bản năng đó. Có nghĩa là khi anh em tham gia giao thông á, các anh em bỏ cái chân sau, nếu anh em chạy mô tô bỏ cái chân bên phải ra khỏi cái thắng sau cho mình, và bỏ cái tay hết bốn ngón tay ra khỏi cái thắng trước, chỉ dùng một ngón để kèm thì thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta bị bản năng chúng ta thắng, chúng ta có bóp thắng thì chúng ta chỉ có bóp một ngón thôi. Lúc đó cái lực thắng chúng ta bóp sẽ không có nhiều, nên nó sẽ không gây ra cái hiện tượng mà khó bánh xe mà té. Và cái thứ hai, cái chân sau chúng ta không có bị cái bản năng mà nó làm cho đạp hết cái thắng rồi dẫn đến chúng ta bị quá bánh chúng ta thắng, là cái nhất. Cái thứ hai là dù chúng ta có biết chúng ta sẽ té luôn đi chăng nữa, thì chúng ta cũng ráng mở rộng tầm nhìn, có nghĩa là con mắt của mình lúc nào cũng nhìn cái hướng đường mình muốn chạy. Bây giờ chúng ta có chuẩn bị té đi chăng nữa, chắc chắn té đi chăng nữa, thì chúng ta cũng nhìn theo cái hướng đường chúng ta chạy. Chúng ta không có nhìn vô cái cục điện, hoặc là không có nhìn vô cái tường, hay là không có nhìn vô bãi cỏ. Tại vì anh em có để ý đi, bây giờ anh em tự sau khi coi cái clip này của Liêm á, anh em tự ra đường các anh em thí nghiệm nha. Các anh em hoàn toàn không tác động vào ghi đông luôn, không bẻ lái về hướng nào luôn, nhưng các anh em nhìn vào cây cục điện là mình y như rằng là mình một hồi cái hướng xe của mình nó sẽ chuyển dần vào cái cây cục điện đó. Hoặc là anh em tự lấy một cái điểm nào đó làm điểm chính, các anh em nhìn, thì khi đó các anh em từ từ sẽ tự chuyển hướng vào cái vật đó mà chúng ta nhìn. Thì anh em không tin nhìn đi, đặc biệt là ra đường mình nhìn ngái là hồi thế nào cũng hút mời à. Đó, thì cái đó là hai cái bản năng sinh tồn mà gọi là thường gặp nhất của anh em chơi xe mô tô. Thì Liêm sẽ nói ra hai trường hợp đó để và có cái hướng khắc phục cho anh em. Thứ nhất, bỏ cái chân phải ra khỏi cái thắng sau. Thứ hai, dùng 1 đến 2 ngón cầm thắng trước thôi, để có sự cố chúng ta không có mất thời gian để thắng, nhưng mà chúng ta không bị cái lực thắng quá nhiều. Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là các anh em hãy có một câu châm ngôn: nhìn đâu đi đó. Lúc nào chúng ta cũng nhìn về cái hướng chúng ta muốn đi, không nhìn vào các chướng ngại vật ven đường. Và đặc biệt là khi có sắp có sự cố xảy ra mà anh em có thể dự đoán được tình huống xấu nhất đi chăng nữa, thì anh em cũng không nên nhìn vào những cái vật nguy hiểm, mà luôn mở rộng về hướng nhìn và kèm theo sự thích thắng kết hợp đánh lấy nghịch, thì đôi khi anh em sẽ thoát được những cái vụ tai nạn như thế. Cái đó là không phải là Liêm tích lũy kinh nghiệm đâu, mà cái đó là viết từ sách giáo khoa của bộ môn MotoGP. Nên những cái điều đó là được kiểm chứng khoa học rất là kỹ rồi, nên anh em chỉ cần làm theo thôi. Và các anh em nếu mà muốn chạy đồ, chạy lên kinh nghiệm đồ này nọ, thì các anh em phải hướng đến cái gọi là sự luyện tập, có nghĩa là ba điều quy định của Liêm và hai yếu tố sinh tồn. Làm sao né được hai yếu tố đó, làm sao làm tốt ba cái điều về kỹ thuật mà Liêm đã hướng dẫn á, thì từ từ cái level của anh em nó sẽ lên. Ít ra nó không lên đi chăng nữa, các anh em cũng sẽ né được những cái tình huống mà nó đáng tiếc xảy ra khi mà chúng ta chạy mô tô. Đó thì Liêm cũng không phải là chỉ gì hết, nhưng mà Liêm dùng cái kinh nghiệm Liêm đúc kết được từ sách giáo khoa của MotoGP, và từ cái kinh nghiệm thực tế của mình, Liêm đã đem những cái kinh nghiệm mà Liêm học được ở trong sách giáo khoa
từ những cái clip của những đàn anh mà chơi xe phân khối lớn ra ngoài thực tế, Liêm áp dụng và Liêm thấy những cái nào có lý thì Liêm hướng dẫn lại cho những anh em chơi sau. Thì khi anh em coi clip này, nếu mà thấy bổ ích thì like và subscribe cho Liêm. Còn nếu mà anh em thấy cảm giác mà Liêm nói thừa thải thì anh em có thể đừng coi như là bỏ qua cái clip này đi. Tại cái clip này nó gần như là mang tính chất nói nghĩa đen là dạy đời á. Nó thì anh em nếu mà coi nó là vậy thì anh em đừng coi clip này. Còn nếu mà anh em cảm thấy đi vào của anh em nó cần những cái gì mà đi hướng dẫn á, thì cứ like và subscribe rồi comment những cái điều mà không hiểu gì ở những chỗ mà Liêm nói trong clip á, thì anh em có thể comment rồi Liêm sẽ comment trả lời, hoặc là anh em ta sẽ giao lưu cà phê để anh Liêm hướng dẫn cho anh em, hoặc là thậm chí Liêm có thể làm thêm một clip nữa chỉ càng để chỉ anh em các tư thế ôm cua và chỉ anh em từ cái mớ lý thuyết hồi nãy giờ Liêm nói á, thành thực tế để làm sao cho anh em có gọi là cái những cái cẩm nang đi đường an toàn nhất. Thì tiêu chí của Liêm thì anh em cũng biết rồi đó, Liêm không có giấu bất cứ gì hết, từ chạy xe nè, từ sửa xe nè, cho đến những cái việc ngoài lề thì Liêm biết cái gì Liêm sẽ hướng dẫn cho anh em cái đó. Và Liêm cũng xin khẳng định một điều, những điều Liêm nói là điều có cơ sở khoa học kỹ thuật, chứ Liêm không có cái mặt danh chém gió. Tại vì khi mình chém gió mà liên quan tới việc sống còn của anh em á, cái đó là tội nặng lắm. Nên quan điểm sống của Liêm là không có dùng chém gió trong những cái vấn đề này. Nên anh em cứ để có mà tin dùng Liêm đi. Những cái gì Liêm nói, những cái kỹ thuật nào mà Liêm hướng dẫn anh em có đem ra áp dụng xài. Nếu có sai á thì Liêm xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tại vì những điều Liêm nói bảo đảm 100% đó là từ sách giáo khoa của MotoGP ra. Rồi nếu mà anh em có thắc mắc hay là có gì Liêm sẽ gọi cái link đó cho anh em. Thật sự cái link này Liêm chia sẻ trên cá nhân chắc cũng cả chục lần rồi. Đó là cẩm nang đi đường của Liêm từ lúc Liêm chơi xe hai bánh tới giờ. Nó là một cái cẩm nang sống còn. Có một số anh em thì không quan tâm thì không coi, nhưng mà số này chơi với Liêm đâu rồi chắc chắn sẽ biết cái clip đó. Thì anh em có thể né được những chiếc ngại vật, có thể lên đi vượt hàng ngày càng cao thì Liêm rất là mừng. Còn anh em nào không hiểu thì cứ comment hỏi Liêm nha. Thôi bây giờ Liêm cũng về chạy về tới nhà rồi. Xin chào anh em, không biết có anh em nào đến thăm đây. Ủa đại ca, xin chào anh em.